Em Hòa xin kính chào quý vị anh chị nhé, cùng quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi săn cho quý vị anh chị chúng ta được một sản phẩm, một lô đất trồng sầu riêng và xen với cà phê. Và lô đất của chúng ta thì nó có tổng diện tích là 7.080 m² và là một lô góc hai mặt tiền đường quý vị anh chị nhé, hai mặt tiền đường. Và đã có sẵn một căn nhà và nguồn thu trên đất thì trên màn hình quý vị anh chị đang theo dõi đây. Thì nó sẽ có là 70 cây sầu riêng, khoảng 70 cây sầu riêng, là trong đó là có khoảng 40 cây là đang kinh doanh to như thế này quý vị anh chị nhé. 40 cây thì gia chủ chia sẻ năm ngoái là có thu nhập được khoảng 100 triệu tiền sầu riêng, và cà phê thì được khoảng 600 cây. 600 cây thì đang kinh doanh hết rồi. Cà phê rất là đẹp đây. Và nó có khoảng 5 cây hồng này quý vị anh chị nhé. 5 cây hồng thì thu nhập một năm của nó thì được khoảng 20 triệu. 20 triệu tiền hồng. Và ngoài ra còn một số loại cây ăn trái như là bòng rồi vú sữa, ổi, rất nhiều quý vị anh chị nhé. Với chất đất ở đây là đất đỏ ba gian loại 1. Đất ở đây là vô cùng là bằng phẳng quý vị anh chị nhé. Đây này, đất rất là đỏ. Đất này trồng khoai rất là đẹp. Sầu riêng thì có khoảng một nửa là G6 và một nửa là sầu riêng Thái nhé. Đây, cà phê này quý vị anh chị này. Cà phê cành tán rất là đẹp, chùm rất là dày nhé. Cà này thì khoảng một tháng nữa là thu rồi quý vị anh chị nhé. Một tháng nữa rồi. Và bây giờ em sẽ đi tiếp theo đến cái căn nhà cấp 4 cũng như là cái đường đi lối lại để quay chi tiết cho quý vị anh chị chúng ta cùng xem nhé. Đấy, cà phê này rất là xa. Đây là giống G6 này. G6 này quý vị anh chị này. Cây này thì rơi vào khoảng 7 năm tuổi rồi. 7 năm tuổi rồi nhá. Do là gia chủ đang cũng có tuổi rồi, hai vợ chồng cũng có tuổi rồi, ngoài 70 rồi, nên là cần bán để về quê và sang nhượng với mức giá là 1.050 tỷ, là bao hết toàn bộ thuế phí cho quý vị anh chị chúng ta luôn. Nếu quý vị anh chị thiện chí thì chúng ta đến gặp cô chú chúng ta thương lượng trực tiếp nhé. Giá này thì quý vị anh chị sẽ, em Hòa sẽ dẫn quý vị anh chị đến tận nơi xem cây cối cũng như là vị trí đường đi lối lại ra sao, nhà cửa như nào, cây trồng như nào, thì lúc đó chúng ta thương lượng với cô chú nhé. Đó, sầu riêng Thái này. Ở đây thì có một số ít bụi tiêu này. Tiêu thì không có tính nhá, quý vị anh chị. Tiêu không có tính nhá. Đó, sầu riêng. Và đây là cái căn nhà của chúng ta. Bìa rất là vuông nhá. Bìa rất là vuông và thể hiện hai con đường là lô góc luôn. Nó sẽ có 80 mét mặt tiền đường nhựa và 74 mét mặt đường đất. Đó. Bán thì gia chủ sẽ để lại hết toàn bộ này, bồn nước năng lượng này và máy móc để phục vụ cái vườn này. Còn nội thất trong nhà thì gia chủ sẽ, quý vị anh chị có nhu cầu cần để lại để sử dụng thì thương lượng trực tiếp với chủ nhà nhé. Đây là nhà tắm này. Đây là đống chuồng trại ở đằng này. Chuồng trại này. Đó, đây là chuồng trại này. Ngày trước là đây là nuôi gà này. Đó, nuôi gà và làm cái kho để đồ này. Và đây là cái căn nhà của chúng ta đây. Và đây là có một cái giếng như thế này. Đó, giếng này. Vừa phục vụ sinh hoạt vừa tưới tắm luôn. Đó, sân bê tông. Đây có mấy cây trà xanh. Đó. Dừa. Khoảng 5-6 cây dừa nữa. Mận này, cây ăn trái đủ hết quý vị anh chị nhé. Đây là toàn bộ là khu dân cư này. Đây là căn nhà của chúng ta đây. Căn nhà cấp 4, một phòng khách, hai phòng ngủ. Những cái đồ nội thất, bàn ghế, tủ lạnh, tivi này thì quý vị anh chị đến chúng ta thương lượng trực tiếp với chủ. Một là chúng ta mua lại, hoặc là có thể thương lượng để quý vị gia chủ thể tặng lại. Có hai phòng ngủ nhé, hai phòng ngủ đó, hai phòng ngủ đó, và đây là bếp này.
chị. Bếp đây hả cô? Bếp đây. Dạ. Không có điều hóa tô nào. Hành hóa tô nữa. Vì anh chị mua về thì chúng ta có sẵn nhà để ở luôn và cũng có cái nguồn thu trên đất là cũng sẵn có rồi. Ở đường đi lối lại thì thuận tiện quý vị anh chị nhé. Cái này em thấy thì quý vị anh chị mua về chúng ta vừa làm đẫy mà vừa đầu tư cũng rất chi là đẹp nhé. Đặc biệt là quý vị anh chị nào chúng ta đến tuổi nghỉ hưu rồi mà chúng ta muốn sở hữu cho mình một lô đất, một căn nhà, chúng ta mua về chúng ta trồng rau, rồi nuôi gà, rồi có vườn đằng sau nữa, cũng có cái nguồn thu trên đất. Quý vị anh chị mua về là chúng ta sử dụng được luôn, không phải xây sửa, không phải trồng thêm cây cối gì cả. Đó, và đây là cái mặt tiền đường. Đường này là đường đất, là nó được 74m. 74m nhé quý vị anh chị nhé, 74m. Và sẽ là một lô góc hai mặt tiền đường. Một lô góc hai mặt tiền đường nhé. Tí nữa em sẽ bay một đoạn phay lái cam và kẻ ranh giới cho quý vị anh chị chúng ta cùng xem nhé. Đây thì đã đổ đá rồi này. Đó, đường này thì đã đổ đá rồi. Chương trình lên nông thôn mới thì cái đường này cũng sẽ đổ thôi quý vị anh chị, cũng sẽ đổ thôi. Đó, trong vừa bị bởi vì trong này còn một số hộ dân nữa. Đó. Đây, lô góc này. Đây là toàn bộ khu dân cư nhé. Và nó sẽ ôm theo cái mặt tiền đường nhựa này là được 80m. Đó, 80m mặt tiền đường này. Và theo cái hướng này thì chúng ta sẽ đi ra được trung tâm ủy ban cũng như là trường chợ, thì nó rơi vào khoảng hơn một cây số thôi quý vị anh chị nhé. Hơn một cây số. Và trung tâm về trung tâm của huyện Chư Sê thì nó rơi vào khoảng 10 đến 12 km quý vị anh chị nhé. 10 đến 12 km. Đó, là một lô góc hai mặt tiền đường này. Đó, 80m mặt đường này và 74m mặt tiền đường đất. Ở đây thì có thể đăng ký lên được thổ cư quý vị anh chị nhé. Và em xin nhắc lại với tổng diện tích là 7.080m2. Trên đất đã có 70 cây sầu riêng, trong đó là 40 cây là kinh doanh và khoảng 600 cây cà phê. Còn ngoài ra là có một số loại cây ăn trái và có một căn nhà cấp 4 mà gia chủ đang mong muốn bán với mức giá là 1.050.000.000 và bao hết toàn bộ thuế phí. Quý vị anh chị nào thiện chí thì liên hệ ngay cho em Hòa sẽ gửi đầy đủ thông tin cho quý vị anh chị chúng ta và sẽ dẫn quý vị anh chị đến tận nơi xem thực tế vườn và gặp trực tiếp gia chủ chúng ta thương lượng nhé. Và bây giờ em Hòa cũng xin kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị đang xem kênh thì có yêu mến kênh thì cho em Hòa xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta có thể nhận về những video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất chúng em nhé. Em Hòa xin chân thành và hẹn gặp lại quý vị anh chị vào những video tiếp theo.